con của Lý Trung nha. Thì kính thưa bà con, hiện tại thì bà con mình cũng đang quan tâm rất nhiều đến cái giống lúa Đại Thông 8. Thì hôm nay thì Lý Trung xin phép với bà con, Lý Trung chia sẻ với bà con mình một số cái cách để mà bà con mình canh tác cái giống lúa Đại Thông 8 cho nó hiệu quả và tiết kiệm. Thì bà con mình cũng biết hiện tại thì cái tình hình phân bón thuốc bảo vệ thực vật ở trên thị trường thì nó tăng với cái tốc độ là chóng mặt và nó nằm ở cái mức cao trong thời gian lâu. Nó thì vì vậy thì để mà bà con mình nắm vững được cái kỹ thuật canh tác tốt thì cái trà lúa của bà con mình sau này nó sẽ cho ra cái năng suất nó khá hơn. Nó thì ở trên đây những gì mà Lê Trung sẽ chia sẻ sau đây thì là những kinh nghiệm riêng của Lê Trung sau nhiều năm mà Lê Trung làm nghề. Để cho bà con mình tham khảo. Thì bà con mình xem mà nếu thấy áp dụng được á thì bà con mình áp dụng, còn không thì bà con mình cứ xem như là một cái vlog vui vẻ để bà con mình xem thư giãn trong những giờ làm việc mệt mỏi nha bà con. Thì đây nè bà con, trước mắt bà con đang thấy ở đây, đây là trà lúa Đại Thông 8 của một anh chủ ruộng ở gần ruộng của Lê Trung. Thì cái thứ nhất mà để chúng ta làm mà để tiết kiệm cái chi phí á, thì cái khâu đầu tiên là cái khâu chúng ta xạ và chọn giống. Thì kính thưa bà con, đối với cái giống lúa Đại Thông 8 thì bà con mình làm thì cũng biết rồi, cái tỷ lệ nhiễm bệnh và nhiễm rầy nâu của nó cũng rất là cao. Như cái trà lúa trước mắt ở đây thì bà con mình thấy cái trà lúa này nó rất là dày. Đây bà con mình thấy, đó, dày dữ lắm bà con. Thì cái giống lúa Đại Thông 8 này thì hiện tại ở trên thị trường nó đang có cái giá bán cũng khá là cao. Nói chung là nó ở tầm cao nhất trong những cái dòng lúa trung bình là thơm và thơm nhẹ. Còn cái dòng gạo đặc sản thì nó cao hơn nữa nha bà con. Thì Lê Trung chỉ nói là nó ở cái dòng lúa trung bình. Đó, dòng trung bình thôi. Thì khi mà bà con mình xạ với cái giống lúa Đại Thông 8 này thì bà con mình cố gắng xạ cho nó tương đối thôi. Như cái trà lúa này thì bà con mình thấy xạ rất là dày rồi. Đó. Thì cái ưu điểm của cái giống lúa này là nó nhẹ phân, nó nở muội nhiều. Đó. Thì vì vậy thì chúng ta không cần phải xạ dày như thế này đâu. Nếu mà xạ dày như thế này thì bà con mình cũng biết rồi, xạ dày như thế này là cái thứ nhất đó là bà con mình phải tốn cái tiền mua giống là cái thứ nhất, và cái thứ hai nữa bà con mình phải tốn tiền để mà bà con mình bón phân nhiều thêm. Chứ nó dày như thế này mà bà con bón cái lượng phân nó ít thì đâu có đủ nó ăn. Và khi mà nó không đủ cái lượng chất dinh dưỡng để mà nó cung cấp lên để mà nó nuôi bông nuôi hạt sau này thì bà con mình cũng thấy rất rõ ràng, thì nó ra những cái bông chát chát không, nó cũng không có tạo nên năng suất tốt cho cái trà lúa của chúng ta. Và cái ưu điểm của cái giống này là nó có cái giá bán cao. Đó, thì bà con mình thấy rồi, thí dụ như làm lúa mà có cái giá bán cao thì bà con mình cắt ra được cái năng suất nữa thì cái lợi nhuận của mình nó đạt ở cái mức khá và mức rất tốt. Đó, vì vậy mà khi mà bà con mình quản lý cái lúa này, nó đã khi mà bà con mình quản lý nó tốt, nó ra được cái năng suất cao thì bà con mình hạ cái giá thành chi phí đầu vào nữa thì cái giống lúa cái trà lúa của bà con mình sẽ lời rất là nhiều. Lê Trung phân tích như vậy thì để bà con mình cũng sơ hiểu về cái vấn đề mà chúng ta xạ thưa xạ dày. Thì cái nhược điểm của cái giống lúa này thì nó tương đối là nó nhiễm với cái bệnh đầu ôn và nhiễm rầy nâu. Đó, bà con mình xạ dày như thế này, bà con mình buộc phải bón nhiều đạm, nhiều lân, nhiều kali vào để cho nó phát triển cho nó tốt. Mà nó tốt quá thì bà con mình lại phải xịt thuốc. Đó. Thì khi mà bà con mình bón tốt quá thì bà con mình đâu có kiểm tra, đâu có kiểm soát được cái lượng đạm, cái lượng lân, cái lượng kali ở trên cái trà lúa của mình. Đó, nó sẽ rất khó để bà con mình kiểm soát. Vì vậy là nó rất là dễ gây ra cái tình trạng là bệnh đầu ôn nó sẽ xuất hiện và nó gây hại trên cái trà lúa của chúng ta. Và cái nữa thì khi mà bà con mình xả dày quá thì cây lúa của chúng ta nó không nở chồi được là cái thứ nhất, và cái thứ hai nó sẽ cạnh tranh ánh sáng với nhau và nó sẽ vươn lên, nó vươn dài, nó đi xa để nó đi cao lên để nó tranh ánh nắng với nhau. Vì vậy cái lúa của bà con mình nó sẽ ốm, nó không được mập như những cái trà lúa mà chúng ta xả tương đối hoặc xả thưa. Đó, vì vậy khi mà bà con mình biết rồi cây lúa mình ốm nhôm nhách thì gió xuống nhẹ nhẹ cái là nó ngã.
nó đâu có đủ cái cây nó ốm nhơm nhách, nó đâu có dày lóng đâu, đâu có mập lóng đâu mà nó chịu đựng nổi với gió mưa đó, bà con mình thấy. Và một cái nữa là khi mà bà con mình xả dày như thế này nè, thì ở cái vụ đông xuân này thì bà con mình biết là cái tình trạng rầy thì mà thường năm Lê Trung làm thì Lê Trung biết cái tình lượng rầy của nó xuất hiện cũng rất là nhiều đó. Vì vậy mà khi mà bà con mình xả dày như thế này, bà con mình xịt rầy nó sẽ không hiệu quả. Đối với cái trà lúa bà con mình xả thưa thì bà con mình xịt cái thuốc nó sẽ đi xuống tới dưới cái gốc lúa đó. Còn bà con mình xả dày quá thì nó nằm ở trên mặt không à. Bà con mình sử dụng, nếu mà bà con mình cái lượng rầy nhiều, bà con mình sử dụng là tất nhiên là bà con mình phải tăng cái lượng thuốc lên để cho nó thấm sâu. Thì nếu mà bà con mình tăng lên quá cao thì cái thứ nhất dễ gây kháng rầy, và cái thứ hai nữa thì bà con mình tốn chi phí, đó là điều tất nhiên. Thì đó là những cái cơ bản đầu tiên về cái việc mà chúng ta xạ. Còn đối với cái phân thì đối với cái giống lúa Đại Thâm Tám này thì nó cũng tương đối là nhẹ phân. Thì ở trên kênh thì Lê Trung cũng đã chia sẻ nhiều cái video về bón phân. Thì bà con mình thắc mắc thì bà con mình xem lại giúp Lê Trung, chứ Lê Trung chia sẻ nhiều lên đây quá thì bà con mình thấy nó nhàm video, và chia sẻ nhiều quá thì lại mất thời gian của bà con. Và đối với giống lúa Đại Thâm Tám này thì bà con mình cũng nắm được sơ sơ, thì bà con mình làm thì bà con mình nói chung là kinh nghiệm bà con mình nhiều hay ít thì Lê Trung chỉ chia sẻ thêm một số cái kinh nghiệm riêng của Lê Trung để cho bà con mình tham khảo thôi, chứ Lê Trung không nói là Lê Trung làm hay, và Lê Trung không phải chia sẻ lên đây để chỉ dạy bất cứ một ai đó. Thì đối với cái giống lúa Đại Thâm Tám này thì bà con mình cũng biết cái lượng đạo ôn của nó thì nó sẽ xuất hiện sớm hơn những cái dòng lúa khác, như là lúa OM541, lúa OM6976, lúa OM9582, lúa OM9577 đó. Thì thậm chí nó còn xuất hiện sớm hơn cái giống lúa XT24, XT25 luôn bà con đó. Đó, vì vậy thì khi mà bà con mình bón phân được nhất, bón phân được nhì xong, bà con mình tầm khoảng 20 mấy ngày bà con mình cố gắng phun thuốc để phòng ngừa cái đạo ôn. Nó còn cái về sâu thì bà con mình ở tầm 20 mấy ngày thì bà con mình thấy cái lượng sâu nó xuất hiện nhiều. Bà con mình thấy mà ở trên ruộng nó xuất hiện nhiều, bà con mình nhắm cái lúa của chúng ta nó không chống chịu nổi thì bà con mình đã xịt. Thì ở cái cử 20 mấy ngày này mà bà con mình xịt sớm quá thì nó cũng vẫn rất dễ gây ra cái tình trạng kháng thuốc cho sâu. Và cái thứ hai nữa, bà con mình tốn thêm chi phí, vì cái lá lúa ở cái thời điểm 20 mấy ngày thì bà con mình cũng không quan trọng lắm đó. Lê Trung nói là không quan trọng lắm chứ không phải là nó không quan trọng đó, vì ở cái thời điểm 20 mấy ngày thì cái lúa của chúng ta nó vẫn còn cái phục hồi được cái lá lúa, cho nên là bà con mình cũng không quan trọng lắm về cái lá lúa ở cái giai đoạn 20 mấy ngày đó. Cho nên là Lê Trung xin phép chia sẻ với bà con mình như vậy. Còn đối với cái bệnh đạo ôn thì vì sao mà Lê Trung lại nói là cái sâu thì không quan trọng mà là cái bệnh ở cử này phải quan trọng? Nó tại vì cái cử ở lúc 20 mấy ngày này cái lúa của chúng ta nó còn nhỏ đó, khi mà để bà con mình để cái bệnh đạo ôn nó xâm nó tấn công đó, thì cái lúa của chúng ta nó nhỏ, cái sức đề kháng của nó yếu đó, nó sẽ dễ dẫn đến cái tình trạng là thối rễ, thối gốc, chết cây, chết lúa luôn đó. Thì vì vậy thì bà con mình, với lại cái đạo ôn khi để mà bà con mình xuất hiện nhiều á là nó sẽ lan rất nhanh và rất lẹ, nó sẽ làm cho cái trà lúa của chúng ta trở tay không kịp, và nó cái tình trạng lúa của chúng ta nó chết sẽ rất là nhanh đó. Cho nên là cái bệnh đạo ôn thì nó cũng rất là quan trọng. Còn cái sâu thì bà con mình cũng biết, cái sâu thì nó ăn xuống thì nó ăn hết cái lá, thì bà con mình thấy cái lượng sâu nó nhiều thì bà con mình cứ phun là nó chết. Nó chết tại thời điểm đó rồi lúa của chúng ta nó vẫn còn lên trở lại được. Chứ còn cái đạo ôn thì bà con mình thấy rồi, nó cứ cháy hết cái lá và thì bà con mình thấy nó tiêu rồi. Cháy hết cái lá thì cái gốc nó cũng đòn, nó ăn xuống tới gốc rồi. Nó loang xuống tới gốc rồi, bà con mình đâu còn cứu vãn gì được nữa. Đó. Và ở cái tầm khoảng 30 ngày, 30 mấy ngày thì đối với cái giống lúa Đại Thâm Tám này, ở cái vụ đông xuân năm nay thì Lê Trung thấy nó sẽ có đồng hơi trễ đó bà con, tại do cái thời tiết lạnh. Và cái thứ nhất là cái thời tiết lạnh, và cái thứ hai nữa thì cái năm nay thì Lê Trung thấy cái lúa nó phát triển chậm hơn mọi năm đó. Thì vì vậy thì theo Lê Trung đoán là năm nay cái
cái đồng cái lúa đài thâm tám này nó sẽ có đồng rễ hơn các năm khác, thì nó cũng rơi vào tầm khoảng là từ 38 cho tới 42-43 ngày. Thì nếu mà nó có đồng sớm thì nó khoảng 37-38 ngày thì bà con mình ra thăm đồng là thấy xé ra thấy tim đàn, có tim đàn thì bà con mình tiến hành, bà con mình phun phun thuốc ngừa, không thuốc ngừa là đậu ôn đó, và lúc đó bà con mình sẽ phun tim ngừa là cái sâu đục thân nè, rồi sâu cuốn lá nhện dế gì đó, rồi xong bà con mình tiến hành, bà con mình rải phân rước đồng. Đối với cái việc mà bón phân đón đồng cho cái lúa đài thâm tám này thì cũng quan trọng như những cái loại lúa khác thôi. Thì quan trọng là ở cái việc mà bà con mình xác định đúng cái thời điểm mà để bà con mình bón cho nó. Đó, thì thường thì những cái cách mà làm thì bà con mình làm ruộng nhiều thì bà con mình chắc cũng nắm được một số cách. Thì ở trên kênh thì Lê Chung cũng có chia sẻ với bà con một số cái cách để bà con mình nhận biết cái lúa của chúng ta nó có đồng. Đó, để bà con mình xem, bà con mình xác định cái đồng lúa để mà lúa mình nó có đồng, để bà con mình phun cái phun phân để bà con mình rước đồng để cho nó đạt cái hiệu quả tốt nhất và nó đạt cái hiệu quả, cái năng suất cao nhất, nó mang lại cái lợi nhuận cho mình tốt nhất bà con. Đó thì bà con mình cứ tới thời điểm bà con mình rước đồng xong đó thì tầm khoảng tới 48-49 ngày gì đó, 50 ngày gì đó thì bà con mình ra, bà con mình xem lại đó, bà con mình xem lại cái trà lúa của chúng ta nó đã phát triển như thế nào và trên trà lúa của chúng ta nó đã xuất hiện bệnh chưa. Cái bệnh đậu ôn bà con mình cố gắng ha, bà con mình cố gắng, bà con mình thăm đồng để bà con mình xác định sớm cái vết bệnh nó có để bà con mình phòng ngừa. Chứ mà khi mà bà con mình mà để cái đậu ôn mà nó xuất hiện rồi thì bà con mình trừ nó, bà con mình trị nó là nó cũng là rất là khó bà con. Đó, bà con mình phải tốn thuốc, tại vì khi mà nó bệnh rồi thì bà con mình bắt buộc phải phun nhiều. Bà con mình phun nhiều thì cái tiền của bà con mình bỏ ra mua thuốc để phun á thì nó cũng sẽ nhiều. Và cái lúa của bà con mình á, khi mà đã bị bệnh đậu ôn rồi á, rồi sau này nó phục hồi lại thì nó cũng sẽ cái nó phục hồi lại, nhưng mà cái lúa của bà con mình á nó sẽ không cho được cái năng suất lúa mà khi như những cái trà lúa mà chúng ta nó quản lý tốt, nó không bị bệnh đậu ôn đó. Vì vậy thì đối với cái bệnh đậu ôn thì bà con mình cố gắng thăm đồng thường xuyên để bà con mình xác định xem trên lúa của chúng ta nó đã xuất hiện cái bệnh đậu ôn hay chưa đó, để mà bà con mình phòng ngừa nó trước thì nó sẽ hay hơn. Chứ mà để bà con mình để tới rồi bà con mình trị thì thua đó. Khi bà con mình trị hết rồi, đồng ý là bà con mình đã trị hết rồi, nhưng mà cái năng suất lúa của chúng ta và cái chất lượng lúa của chúng ta sau này nó cũng sẽ giảm đi phần nào đó. Cho nên là bà con mình cũng cố gắng bà con mình thăm đồng để bà con mình xác định sớm. Rồi thì đó là cái cử giai đoạn tầm khoảng 50 ngày. Và khi mà đối với cái dòng lúa đài thâm tám này thì tầm khoảng là 60 ngày, giai đoạn từ khoảng lấy chung nó khoảng là 60 ngày thì nó sẽ bắt đầu sạc trổ đó. Thì tới thời điểm này thì bà con mình sẽ ra tiếp tục, bà con mình đi thăm đồng và bà con mình phun thuốc ở cái giai đoạn này. Thì đối với cái giai đoạn này thì bà con mình có một số cái loại bệnh thì bà con mình nên quản lý, đó là cái bệnh đậu ôn lá, đậu ôn cổ bông, bệnh lá lốp hạt, bệnh vi khuẩn. Thì đối với cái lúa đài thâm tám này thì nó đặc biệt là nó chống chịu với những cái loại bệnh nó không được tốt. Ví dụ như nó nhiễm đậu ôn, và đối với cái vi khuẩn á, thì bà con mình thấy ở vùng bà con thì Lê Trung không biết làm sao, tại có nhiều video Lê Trung chia sẻ về cái giống lúa đài thâm tám bị vi khuẩn á, thì bà con nói là ở cái khu vực của bà con là không sử dụng cái thuốc trị vi khuẩn nó. Thì đó cũng là một cái hay. Thì chắc là do bà con mình ở chỗ đó canh tác tốt, cho nên là ở chỗ cái vùng của bà con mình nó không có vi khuẩn, và lúa mà nó cũng bà con mình nói mà là lúa cũng không xuất hiện vi khuẩn thì Lê Trung cũng rất là mừng cho bà con của mình. Vì nếu mà bà con mình có nhiều sâu bệnh thì bà con mình mắc cái lãi thì Lê Trung lại thấy không vui. Không vui về giùm bà con, vì bà con mình làm quanh năm suốt tháng cực khổ mà
khi mà làm ra hạt gạo hạt lúa xong thì lại không có lời là nhiều, thì Lê Trung thấy cũng rất là buồn. Cho nên là Lê Trung mới thành lập cái kênh này để mà Lê Trung chia sẻ với bà con mình những cái kinh nghiệm mà Lê Trung biết, để Lê Trung giúp được phần nào cho bà con thì Lê Trung giúp. Thì đối với cái giai đoạn mà từ lúa trổ lạc sạc cho tới chín á, thì gom lại thì Lê Trung cũng có một số cái ý kiến để mà Lê Trung chia sẻ với bà con. Thì ở cử lạc sạc á, thì như Lê Trung đã chia sẻ thì bà con mình quan tâm nhất là đến với cái bệnh đậu ôn lá, đậu ôn cổ bông, len lép hạt, vi khuẩn, nhện giá, đó, sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu. Đó. Thì ở cái giai đoạn này thì bà con mình tốt nhất đối với cái bệnh đậu ôn và bệnh len lép hạt thì bà con mình ngừa trước là chắc ăn. Còn vi khuẩn thì bà con mình ví dụ như đối với cái vi khuẩn á thì bà con mình cũng nên ngừa. Ví dụ như tầm mình vào cái giai đoạn này thì mình hẳn ngừa thôi. Còn những cái giai đoạn trước thì mình không cần ngừa. Đó, thì để đối với cái bệnh vi khuẩn thì Lê Trung sẽ tới thời điểm Lê Trung sẽ làm một cái video để Lê Trung chia sẻ trực tiếp về cái cách để chúng ta quản lý cái vi khuẩn đó, để cho bà con mình tham khảo. Chứ bây giờ thì hiện tại thì Lê Trung xin phép chia sẻ như vậy, chia sẻ cái cách làm của mình từ đầu vụ cho tới cuối vụ như vậy thì để cho bà con mình tham khảo cách làm. Còn nếu mà bà con mình muốn tham khảo sâu hơn thì trong thời gian tới, khi mà cái trà lúa ở cái vùng quê Lê Trung tới cái thời điểm nào thì Lê Trung sẽ làm trực tiếp luôn nó những cái loại bệnh, những cái cách làm, những cái loại bệnh gì nó cần ấy và cách xử lý như thế nào để cho bà con mình nắm rõ, nó sẽ trực tiếp hơn. Chứ còn bây giờ lúa nhỏ như thế này mà bà con kêu Lê Trung làm cho bà con cái cách để mà bà con trị vi khuẩn thì làm vẫn được, nhưng mà nó không có được trực tiếp và bà con mình nó sẽ khó nắm bắt, khó tham khảo được cái ý kiến mà Lê Trung đã chia sẻ với bà con. Đó, thì đối với cái giai đoạn mà từ lúa trổ lạc sạc tới lúa trổ chín á, thì nó có một số cái loại mà dịch hại như vậy. Thì đối với cái rầy nâu thì thường thường bà con mình chỉ chịu, bà con mình chỉ chia phòng ngừa khoảng 2 cử là Lê Trung thấy là nó cũng đã lên mấy triệu một mẫu rồi. Đó, cho nên là cái rầy nâu thì bà con mình cũng cố gắng, bà con mình tìm kiếm những cái loại thuốc mà cho nó kéo dài thời gian, nó lưu dẫn lâu á, bền lâu á, thì bà con mình phun nó sẽ giúp cho cái lúa chúng ta nó đỡ cái chi phí hơn. Đó, rồi đối với cái rầy nâu thì bà con mình không có nên phun ngừa nha. Khi bà con mình đi thăm đồng thường xuyên đi, rồi bà con mình thấy cái lượng rầy cám nó xuất hiện á, đó, rồi nó nở ra đó là tuổi 1, tuổi 2 gì đó thì bà con mình lấy thuốc phun. Chứ đối với cái đề nâu mà bà con mình phun ngừa là không có được. Bà con mình phun ngừa thì nó tốn chi phí rất là nhiều, và cái phun ngừa thì nó sẽ sau này bà con mình phun nữa, rầy nó sẽ rất là khó chết vì nó sẽ kháng thuốc. Cái đề nâu nó rất là dễ kháng thuốc bà con. Khi mà bà con mình ngay cả hiện tại Lê Trung nói bà con luôn, bà con đi thăm đồng, bà con mình chạch ra nó còn những con rầy mà nó ốm yếu đó bà con. Nó mà bà con mình kêu mấy con rầy sida đó là những con rầy nó đã kháng thuốc, nó đã chuẩn bị kháng thuốc rồi đó. Vì chúng ta khi mà chúng ta xịt phun ngừa nhiều loại thuốc sâu quá thì nó sẽ gây ra tình trạng như vậy. Đó, những con rầy đó thì tuy rằng nó không chích thuốc được, nhưng mà bà con mình thấy thì Lê Trung chỉ đưa ra cái ví dụ để cho bà con mình nhìn thấy nó sẽ rõ ràng. Đó, còn như hiện tại thì ở trên cái video này thì Lê Trung chỉ chia sẻ cái cách làm của cái loại giống lúa này để cho bà con mình tham khảo. Còn những cái loại bệnh, những cái cách làm thực trực tiếp thì để khi mà Lê Trung gặp những cái trà lúa nó đúng vào cái thời điểm như vậy, mình cần phòng ngừa những cái loại bệnh gì thì Lê Trung sẽ chia sẻ trực tiếp trên cái trà lúa như vậy để cho bà con mình nắm, nó sẽ tham khảo, nó sẽ rõ ràng hơn. Đó. Rồi thì như khoảng 60 ngày lúa trổ lạc sạc thì bà con mình phun ngừa một số cái loại bệnh như vậy, bệnh đậu ôn, bệnh len lép hạt, bệnh vàng lá, bệnh vi khuẩn, nó bệnh đậu ôn cổ bông, đậu ôn lá gì đó, rồi xong. Rồi đối với sâu rầy thì bà con mình thấy xuất hiện thì bà con mình xịt, còn không thì thôi. Đó, rồi tới khoảng 70 bảy mấy ngày vậy á, lúa mình trổ đều thì bà con mình cứ lặp lại một cái cử đó nữa, một cái cử thuốc như vậy nữa. Rồi bà con mình cũng y như vậy, thì bà con mình thấy nó có sâu rầy thì bà con mình xịt, không có thì bà con mình cũng không cần phải xịt. Nó xịt chi chứ tốn tiền, không có xịt chi. Đó, rồi cái cử thứ ba, cái cử mà lúa của chúng ta được 80 ngày, 80 tám mấy ngày lúa chúng ta bắt đầu vào gạo và đỏ đuôi á, thì có một số bà con nói là lúa đã vào gạo đỏ đuôi rồi xịt chi, lúc đó lúa chín rồi xịt chi. Thì kính thưa với bà con,
cái thời điểm đó, cái thứ nhất là bà con mình xịt, lúc đó nó bà con mình không cần phải xịt đậu lá nữa, tại vì cái lá lúa chúng ta nó đã già rồi, nó đã chuyển qua cái giai đoạn là nó chuẩn bị chín rồi, cho nên là bà con mình không cần phải xịt cái thằng đậu lá. Nhưng mà bà con mình phải xịt là cái thằng đậu ôn giá, đậu ôn cổ bông và cái thằng lên lớp hạt. Vì ở cái giai đoạn này thì bà con mình, có nhiều bà con vào chia sẻ với Lô Chung á, bình luận trên video, bà con nói là sao lúa của bà con á hay bị khô vé. Thì đó là cái lý do, đó là cái lý do để mà Lô Chung khuyên bà con mình ở cử cuối cùng á, cái cử mà bà con mình xịt xong bà con mình ngưng luôn á, để bà con mình chờ thu hoạch á, thì bà con mình cũng cố gắng bà con mình phun thêm cái thằng đậu ôn cổ bông đó, đậu ôn nhánh vé, để cho cái, tại vì khi cái lúa bà con chín, tuy rằng nó đã tới 80 ngày thì nó đã vào gạo và nó đỏ đuôi, nhưng mà những cái hột trong cậy thì lúc đó bà con mình thử đi, bà con mình bóp ra thì nó vẫn có gạo hột, thì nó mới sắp sáp, có hột thì nó đang ngậm sữa, có hột á thì nó vẫn chưa. Nó cho nên là mình phải giữ luôn tới cái cậy, thí dụ như trong cái cậy bà con mình thấy rồi, cái cậy thì thường là nó nu ra một khúc như thế này. Nó mấy phần như thế này nè. Đó là nó trong đó là bà con mình thấy là cũng mười mấy 20 hột. Nếu mà bà con mình không giữ trong cái cậy đó, rồi cái đầu nó hư hết cái cậy đó, thì bà con mình thấy thí dụ cái bông lúa của bà con mình 80 hột, cái nó hư trong cậy như khúc dày hết 20 hột, rồi bà con mình thấy 60 hột thì nó mất. 80 hột thì bà con mình tính ra thì nó được 7 tấn đi. Bà con mình quản lý không tốt, bà con mình bỏ cái cậy mất 20 hột. Và trong khi đó đâu phải cái cậy nó hư không đâu, khi mà nó hư trong cái cậy rồi, nó tắt ngãn cái đường, thí dụ như cái nhánh vé trong cái cậy nó đã hư rồi, thì ở ngoài đuôi đó nó cũng đâu còn đầy hạt. Đó, thí dụ như những cái hột mà nó mới sắp mới mà kiểu như sắp sáp á, hơi chín sắp sáp đó. Đó thì nó đâu có cung cấp thêm vô đó, đâu có chuyển cái tinh bột gì đó nhiều được nữa, cho nên là cái hột lúa của chúng ta nó sẽ xào xào, nó không có được no hột. Đó là như vậy, cho nên là Lê Trung mới chia sẻ với bà con mình là phải xịt cái đậu ôn cổ bông và cái đậu ôn nhánh vé vé ở cái thời điểm đó. Đó thì hôm nay thì Lê Trung chỉ chia sẻ với bà con mình cái cách làm cái giống lúa đại thâm tám như vậy, để cho bà con mình tham khảo. Thì trên cái video này thì Lê Trung sẽ chỉ chia sẻ cái cách làm đơn giản như vậy để cho bà con mình tham khảo cách làm thôi. Còn để mà là bà con mình tham khảo trực tiếp cái cách làm như thế nào và cái phân thuốc sạch rải như thế nào thì sắp tới Lê Trung sẽ làm rõ hơn và làm nhiều hơn về cái vấn đề này. Thì ví dụ đối với cái giống lúa đại 28 thì làm sao rồi giống lúa OL5411 thì làm sao thì Lê Trung sẽ làm nhiều loại giống lúa để cho bà con mình tham khảo. Và Lê Trung cũng chia sẻ là từ kinh nghiệm riêng của bản thân Lê Trung thôi. Thì bà con mình xem, nếu mà bà con mình thấy hợp lý, bà con mình áp dụng được thì bà con mình áp dụng, còn không thì bà con mình xem, coi như là xem một cái vlog về vùng quê để ủng hộ Lê Trung. Rồi thì đến đây thì video cũng khá là dài rồi bà con ơi. Thì Lê Trung cũng xin phép kết thúc video tại đây. Đó thì bà con mình khi xem được video thì đừng tiếc gì một like cũng như một đăng ký kênh để ủng hộ cho Lê Trung, tạo cái động lực cho Lê Trung làm ra được nhiều cái video nó bổ ích hơn, nó thực tế hơn và nó tốt hơn để chia sẻ lên cho tất cả quý bà con của Lê Trung xem tham khảo. Rồi đến đây thì Lê Trung cũng xin phép kết thúc video. Lần nữa thì Lê Trung cũng xin phép kính chúc cho quý bà con mình an toàn trong mùa dịch, cũng như là có một cái mùa vụ thật thắng lợi. Xin kính chào bà con và hẹn gặp lại bà con ở video tiếp theo.